Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình nhịp động thị trường của công ty phần chứng khoán Direct. Chương trình của chúng tôi được thực hiện vào từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ hàng ngày. Và để anh chị có thể nắm rõ được cái thành phần tham gia trong chương trình hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Minh, tôi là chuyên viên của trung tâm tư vấn đầu tư và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Bùi Lê Văn, hiện anh Văn là trưởng phòng quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán Direct. Và chương trình cũng giống thường kỳ thì chương trình hôm ngày hôm nay sẽ gồm có ba phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần điểm qua lại cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Phần thứ hai thì anh Văn sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái chia sẻ của anh về góc nhìn về thị trường cũng như là các nhóm cổ phiếu hay cái nhóm ngành nổi bật ở trên thị trường. Và cuối cùng là phần Q&A là cái phần giải đáp câu hỏi của các anh chị nhà đầu tư tham gia trong chương trình. Và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp. Và để đảm bảo cái chất lượng âm thanh của chương trình thì các anh chị tham gia vào chương trình vui lòng tắt mic, không ảnh hưởng đến các anh chị khác khi tham gia chương trình. Và bắt đầu chương trình thì Linh sẽ đi điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Sau cái phiên giao dịch biến động khá là mạnh của cái phiên đáo hạn phái sinh ngày hôm qua, khi mà chỉ số bị giảm khá mạnh bởi những cái áp lực bán trong phiên đoạn ngoại sinh, đặc biệt là phiên ATC ngày hôm qua ở nó nhiều vốn hóa lớn khiến cho thị trường bị giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm qua. Và mở cửa phiên dịch hôm nay thị trường đã tăng ngay trong phiên trong cái thời điểm mà thị trường mở cửa. Tuy nhiên thì cái đà tăng đã không được duy trì và sau đó thì thị trường đã bị bán ngược trở lại cái ngưỡng 1388 điểm. Và từ 10 giờ thì thị trường bắt đầu có cái tín hiệu hồi phục trở lại và duy trì cái đà hồi phục cho đến tận sau phiên buổi chiều. Tuy nhiên thì thị trường của chúng ta trong những phiên gần đây thì luôn luôn bị cái áp lực bán từ khoảng 1:30 đến 2 giờ cái khung mà có lẽ đến 5-6 phiên gần đây thì thị trường luôn luôn có một diễn biến là thị trường bị áp lực bán vào cái thời điểm từ 1:30 đến 2 giờ. Và phiên ngày nay thì cũng không phải ngoại lệ, thị trường chúng ta cũng bị bán từ lúc 1:30 bắt đầu thị trường bị bán, có thời điểm mà thị trường đã thậm chí chỉ số VN50 có lúc nó phải đỏ trong phiên ngày nay, và sau đó thị trường đã có một cái hồi phục lại và đóng cửa ở mức tăng nhẹ hơn 4 điểm trong phiên giao dịch ngày nay. Thì nhìn về cái nhóm ngành trong phiên dịch hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là cái nhóm ngành tài chính mà hiện là cái nhóm mà đang chiếm có cái giá trị giao dịch lớn nhất ở thị trường hiện nay. Trong đó có nhóm cổ phiếu chứng khoán thì nhóm này ngày hôm nay thì hầu như đều giảm điểm. Đây có nhóm bất động sản giảm hơn 1%. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có cái tín hiệu là giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Và cuối cùng là nhóm bảo hiểm cũng là cái nhóm mà hôm nay có tín hiệu là khá tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. Tí nữa chúng ta sẽ đi cụ thể về nhóm thứ này. Và đây là nhóm cổ phiếu tăng giá trong phiên ngày hôm nay. Anh chị có thể thấy rằng là chúng ta có nhìn rất nhiều cổ phiếu midcap hay là penny mà có cái tín hiệu tăng giá trong phiên ngày hôm nay, có thể kể đến những nhóm cổ phiếu về bất động sản ví dụ như là Đích Tập rồi Nam Long hay nhà Từ Liêm hoặc những cổ phiếu liên quan đến đầu tư công ví dụ như là nhóm đá xây dựng C32 rồi cổ phiếu và các cổ phiếu khác về xây dựng ví dụ như Hòa Bình, Fuji, Con cũng có những hiệu khá là tích cực trong phiên dịch ngày nay. Nhìn về cái nhóm diễn biến thị trường, nhìn về cái nhóm cổ phiếu mà ảnh hưởng đến tỷ số ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là ở chiều tích cực thì có GVR, VIX, Vinamilk, SAP đang là bốn cổ phiếu mà có cái tín hiệu tích cực hỗ trợ cái là tăng giá của tỷ số trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu Hòa Phát, Techcombank hay một vài cổ phiếu banh khác như VPBank, BIDV thì là những cổ phiếu mà đóng góp vào cái chiều tích cực của chỉ số trong phiên ngày hôm nay. Về thanh khoản giao dịch thì thanh khoản ngày hôm nay cũng khá là tương đồng, gần như là khá là tương đồng so với dịch ngày qua. Về độ rộng thị trường thì sau một khi mà thị trường mở cửa tích cực thì cái độ rộng thị trường sau đó thì áp lực bán xuất hiện khiến cho cái độ rộng của thị trường nó co hẹp lại từ cái mức mà chúng ta có hơn 50% số lượng phiếu tăng giá thì đến khoảng thời điểm gần 10 giờ chúng ta chỉ còn áp lực bán xuất hiện chúng ta chỉ có khoảng hơn 38%.
mã cổ phiếu giữ được đà tăng, trong đó cái số lượng cổ phiếu giảm thì tăng dần từ 27% lên đến 28% và duy trì xuyên suốt cái thời gian giao dịch buổi sáng và sáng đầu phiên dịch buổi chiều. Và chúng ta có một cái nhịp bán từ xuất hiện từ khoảng tầm 1:30 đến cũng 2 giờ. Khối ngoại thì hôm nay tiếp tục bán dòng nhẹ, thì là dòng ngoại này có giảm khá nhiều so với phiên giao dịch trước đó. Thì nhìn đây anh chị sẽ thấy khá là rõ cái đà khối ngoại thì trong phiên ngày hôm nay. Đây, nước ngoài chúng ta tiếp tục duy trì cái đà bán dòng, bên này là phiên thứ 5 liên tiếp rồi. Và cái đà bán dòng hôm nay chỉ còn lại khoảng hơn 200 tỷ so với các phiên trước đó có phiên khá mạnh là hơn 1.000 tỷ, thì hôm nay chỉ còn lại hơn 200 tỷ thôi. Và tập trung vào một vài cổ phiếu như Nam Long này, Pam, Đạm Phú Mỹ. Trong đó thì mua dòng có các cổ phiếu như Vinamilk hay SSA. Có thể thấy là trong phiên giao dịch hôm nay thì mặc dù là thị trường gần như là giằng co trong phần suất cái phiên giao dịch, tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy cái nhóm cổ phiếu midcap là cái nhóm cổ phiếu mà vẫn duy trì những cái tín hiệu rất tích cực trong phiên ngày hôm nay. Thì có thể kể đến các cái nhóm như Linh vừa chia sẻ với anh chị, có thể kể đến các nhóm cổ phiếu như là bất động sản này, rồi bất động sản khu công nghiệp, hay là nhóm cổ phiếu liên quan đến về xây dựng xây lắp, ví dụ như là Hòa Bình này, rồi Fecon này, Nikuji này, hay một vài cổ phiếu về liệu xây dựng, ví dụ như là đá xây dựng C32, KSB, là những nhóm cổ phiếu mà đang có một cái sự trội hơn rất nhiều so với thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Nhìn về nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn thì trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngày hôm nay thì chúng ta thấy có GVR, cổ phiếu mà thuộc nhóm bất động sản công nghiệp có một tín hiệu khá là tích cực và hỗ trợ được đà tăng của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu chứng của ngân hàng, cái nhóm cổ phiếu mà gần như trong phiên ngày hôm nay đều đóng cửa trong một cái sắc đỏ. Tuy nhiên thì cái mức độ biến động của nhóm này cũng không quá lớn, chỉ tầm 0%, tầm hơn 1% thôi. Như Techcombank thì chỉ tầm 1% thôi, Tiên Phong thì 1%, IDP tức là mức biến động nó khá là nhỏ. Nhóm chứng khoán thì cũng tiếp tục có cái tín hiệu giảm điểm trong phiên hôm nay. Có thể nói đến ví dụ như SSI giảm tới 1,3%. Sau cái phiên diễn biến của cái phiên đáo hạn ngày hôm qua, khi mà thị trường chúng ta bị giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm qua, phiên thời điểm chốt phiên ABC. Tuy nhiên thì cái mức độ hồi phục trong phiên ngày hôm nay nó không thực sự là quá 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 tích cực thời điểm này. Nếu như phiên ngày hôm qua chúng ta nhìn nhận nó là một cái phiên bị ảnh hưởng tiêu cực từ cái diễn biến của đáo hạn phái sinh, thì đáng lẽ thị trường hôm nay phải có một sự tích cực hơn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thị trường đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn cũng phiên 30 chúng ta thấy rằng là cũng không có cái sự, thậm chí còn đóng cửa thấp hơn so với cái phiên ngày hôm qua đáo hạn phái sinh, thì cho thấy rằng cái áp lực thị trường và nhóm vốn hóa lớn này nó vẫn khá là lớn ở hiện tại. Chính vì thế mà dòng tiền vẫn hướng sang những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Bởi vì nhóm đó hầu như các cổ nhóm đó, ví dụ như bất động sản công nghiệp, bất động sản hay một vài cái nhóm cổ phiếu khác về vật liệu xây dựng như đá xây dựng thì cũng vẫn đang có một tín hiệu khá là tích cực. Nhìn về cái đóng cửa trong một tuần ngày hôm nay thì thị trường cũng nếu mà so chỉ số VN30 thì chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu của chỉ số VN30 trong tuần này nó không được tích cực bằng chỉ số VN Index. Chỉ số VN Index hôm nay tuần này đóng cửa thì cũng có một số giảm điểm, tuy nhiên thì mức độ giảm của VN Index không quá mạnh so với chỉ số VN50. Nhìn chung tuần vừa rồi cũng là cái tuần mà các doanh nghiệp gần như là công bố gần hết các kết quả kinh doanh quý ba, và thời điểm tới là thời điểm mà chúng ta khá là chống thông tin hỗ trợ, do đó thì thị trường nhiều khả năng thì cũng sẽ tiếp tục diễn ra cái sự phân hóa giữa các nhóm ngành trên thị trường hay là bản thân giữa các cổ phiếu trong các nhóm ngành. Do đó thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn cái việc mà dự đoán thị trường có cái gì hiện tại. Vừa rồi thì Linh đã có điểm qua về cái diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch ngày nay. Thì anh Văn, anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái quan điểm của anh về thị trường cũng như là các nhóm ngành hay nhóm cổ phiếu nổi bật trong tuần kỳ vừa rồi mà. Xin chào Linh và chào tất cả mọi người. Thì trong cái phần mà Linh vừa chia sẻ nó đã khá đầy đủ và chi tiết về cái phần biến động của thị trường trong ngày hôm nay. Thì đối với bản thân mình thì mình sẽ có bổ sung thêm một số cái, ví dụ như là về mạng thị trường đi. Về mạng thị trường thì mình sẽ
sẽ thấy là một điều là hôm nay index, ví dụ hôm nay index là biến động này. Nếu phân tích theo nhóm ngành thì các bạn sẽ thấy là những ngành truyền thống, những ngành truyền thống mà đang tăng trong từ đầu năm giờ như là chứng khoán, như là ngân hàng, hoặc là hôm nay thì thép cũng nghỉ ngơi, thép cũng nghỉ ngơi, rồi sự trỗi dậy của ngành gì, sự trỗi dậy của ngành bất động sản. Và tính ra từ đầu năm, từ đầu tháng 10 đến giờ, từ ngày 30 tháng 9 rồi từ ngày 1 tháng 10 đến bây giờ, thì thực sự là cái đà tăng giá của nhóm ngành bất động sản này rất ấn tượng, rất ấn tượng. Và các bạn có thể thấy là khá nhiều cổ phiếu mà liên quan đến bất động sản, bất động sản công nghiệp tăng rất mạnh mẽ. Ngoài ra thì có một số cổ phiếu của các nhóm ngành, ví dụ ngành hôm nay bảo hiểm tiếp tục tăng nè, tiếp tục tăng và hồi phục trở lại, và thủy sản cũng hồi phục trở lại. Thì nếu mà gọi là đi theo dấu dòng tiền nữa, thì các bạn sẽ thấy là từ đầu tháng 10 đến giờ, khi mà giai đoạn thị trường bắt đầu hồi phục như vậy, thì các bạn nên làm gì? VN-Index ở điểm này trở đi thì bạn nên làm gì để các bạn tối đa hóa lợi nhuận? Thì bắt đầu với cái liệt kê vừa rồi của mình, thì các bạn bắt đầu là thấy là ví dụ bất động sản thì sẽ có những cổ phiếu đầu ngành của bất động sản như là Nam Long, ví dụ Nam Long, thì các bạn thấy Nam Long rất là ấn tượng đúng không? Từ từ tháng 10 nhỉ, từ đây, từ 1 tháng 10 cho đến bây giờ, rồi đến cổ phiếu như là KDH, Khang Điền cũng là bắt đầu tăng từ đó đến giờ, và thậm chí một số cổ phiếu khác như HDC đó, là từ tháng 10 cho đến bây giờ một nhịp tăng giá rất mạnh mẽ. Thì nó dẫn dẫn đến là gì? Nó dẫn đến là việc quan sát index nó chỉ mở ra cái gì cho mọi người, mở ra cái vị thế ban đầu của mọi người, và cuối cùng nó quan trọng là mình sẽ đúng dòng tiền. Tại vì khi mà mình đã phân tích như vol của những cái giai đoạn trước của index trong quá trình xoay quanh này rồi, thì mọi người thấy là thanh khoản hiện tại của thị trường thật sự nó không tăng, thanh khoản hiện tại của thị trường thật sự không tăng, và nó bắt đầu nó tập trung vào gì? Nó tập trung vào các nhóm ngành. Và có một nhóm ngành mà được rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, nhưng mình nói phải từ là kỳ vọng rằng bất động sản từ đến cuối năm sẽ hấp dẫn, sẽ là cơ hội, và dẫn đến là cái dòng tiền vào nhóm bất động sản cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một số cổ phiếu bất động sản công nghiệp như là mình đề cập như là ESC nè, rồi bất động sản như nhà Từ Liêm nè, bất động sản như là DIG nè, đó, những bất động sản tầm trung, ví dụ SCR nữa đó, thì các bạn thấy là dần dần đó, cả nhóm ngành đang đang tăng. Vậy mọi người có giao dịch theo nhóm ngành này không? Câu hỏi tiếp tục là mọi người có giao dịch theo nhóm ngành này không? Nếu các bạn giao dịch theo nhóm ngành thì các bạn sẽ kiếm được tiền. Còn những trường hợp mà không giao dịch theo nhóm ngành thì hầu như đều không có lợi nhuận. Bản thân mình thì nhiều lúc thì thật sự là mình cũng chưa hiểu lắm bây giờ mọi người kỳ vọng cái gì mà giá cổ phiếu thì lên 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 theo kiểu là chiết khấu những kỳ vọng, chiết khấu những thông tin để tăng giá thôi, chứ thực sự là với kết quả doanh thì nhiều cái nó chưa phù hợp, chưa tương xứng. Rồi nhóm mảng xây dựng nữa, ví dụ các bạn có nghe cái lần mà mình chia sẻ về nhóm ngành xây dựng, xây dựng dân dụng á, như hôm nay HBC này, HBC cũng xe luôn, HBC cũng xe, rồi HTN thì đang đang xuống tăng, Đạt Phương tăng rất mạnh mẽ, Đạt Phương tăng từ nhịp vùng 40 cho đến bây giờ là giá 70 và tăng liên tục. Rồi xây dựng điện BC1 cũng tăng, rồi BCG cũng tăng. Thì đó nó chỉ là một vấn đề là sự kỳ vọng và dòng tiền đang là thứ thúc đẩy cho những nhóm cổ phiếu riêng biệt nó chạy, riêng biệt nó tăng. Còn bản chất thị trường hiện tại ấy, đối với các nhóm ngành chính thống như là ngân hàng, như là Techcombank, thì các bạn thấy là giá là tiếp tục nè, đây là mình đã liệt kê sẵn rồi nè, giá chạm 44 và quay đầu, giá chạm 54 và quay đầu giảm xuống. Rồi ở đây có một số anh chị hỏi về cổ phiếu nhóm ngành 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 như là ngân hàng thì có CTG đi, cũng là bắt đầu một chu kỳ tiếp tục giảm điểm số và không có cơ hội, thật sự không có cơ hội, thật sự là nó không có cơ hội, vẫn tiếp tục giảm xuống. Dần dần mọi người sẽ thấy một nguyên lý là cổ phiếu càng tăng thì nó tăng tiếp,
mà cổ phiếu càng giảm nó sẽ giảm tiếp. Và trong giai đoạn mà mọi thứ đều bỡ ngỡ với việc là các thông tin kết quả nhân của doanh nghiệp đang ra, có thông tin tích cực, có thông tin tiêu cực và nó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư rất là nhiều, thì cái hành động, những hành động thuộc về tính kỷ luật, những hành động thuộc về tính kiên trì nó cực kỳ quan trọng. Thì trong cái thống kê của mình á, trong thống kê này của mình á, thì ngoài nhóm là bất động sản nè, nhóm xây dựng nè, còn có nhóm thứ hai nữa là nhóm phân bón nè. Phân bón thì mình sẽ liệt kê cho mọi người là những cổ phiếu đang tăng, Đạm Phú Mỹ đang tăng, DCM đang tăng. Thì Đạm Phú Mỹ đang có hưởng lợi là yếu tố là vận hành bình thường, vận hành bình thường mà tăng trưởng lợi nhuận rất tốt. Đạm Cà Mau thì có giai đoạn trong quý tư hoặc là thông tin là đang có bảo trì, nên nhấn là sự sụt giảm lợi nhuận của Đạm Cà Mau. Thì vậy thì mọi người nên tập trung vào Đạm Phú Mỹ nhiều hơn. Rồi một số nhóm ngành khác như là nhóm ngành liên quan đến dệt may hoặc thủy sản hoặc là cảng, thì đó là những nhóm ngành tầm trung. Đặc biệt là có một siêu chu kỳ mà mọi người thấy là Hòa Phát là dẫn đầu với việc lợi nhuận quý 3 kỷ lục là trên 10.000 tỷ. Tiếp đó là cổ phiếu mạnh nhất của nhóm ngành thép là Nam Kim vẫn đang xuống tăng, Hoa Sen đang điều chỉnh, rồi Hòa Phát đang điều chỉnh. Thì đây là những cổ phiếu mà mọi người có thể tập trung vào trong một cái xu hướng, follow theo một xu hướng. Đấy, thì mình liệt kê ra cái trạng thái của thị trường và các dòng tiền và cái gọi là cái cách giao dịch hiện tại của thị trường đang nó đang xuất hiện là họ follow theo dòng tiền, follow theo sự kỳ vọng để đầu cơ giá. Còn bản chất là bây giờ thực sự là mình thấy có nhiều cái yếu tố mà nó đầu tư nó không phù hợp. Mình sẽ ví dụ một số trường hợp, ví dụ như là SKG kết quả kinh doanh quý 3 lỗ, mình không hiểu sao giá lên. Thì thực sự là khi mà nó ngoài cái việc là tầm hiểu biết của mình về một loại tài sản có thể đầu tư được hoặc đầu cơ được đó, thì tốt nhất là nhà đầu tư nên thận trọng trong các cuộc chơi về giá tăng này. Đó là cái chia sẻ của mình. Và đó là góc nhìn anh chia sẻ Linh ơi. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn đã có cái chia sẻ nó khá là rõ ràng về thị trường cũng như là các nhóm ngành thời điểm hiện tại. Thì rõ ràng là thời điểm hiện tại thì dòng tiền đang hướng tới những cái nhóm cổ phiếu đúng như Văn vừa chia sẻ, là nhóm nào khỏe thì vẫn tiếp tục hút được dòng tiền, thậm chí các cổ phiếu tiếp tục tăng. Mà cái này nó đến từ nhiều từ câu chuyện về mặt kỳ vọng. Còn rõ ràng là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp nó cũng chưa có cái sự gọi là thể hiện rõ ra từ hiện tại. Do đó thì nếu anh chị có tham gia thì này thì chúng ta cũng cách tốt nhất là chúng ta nên lương theo dòng tiền, tức là dòng tiền nó đang tập trung vào nhóm cổ phiếu nào, chúng ta sẽ hướng cái sự quan tâm của chúng ta vào nhóm đó và hạn chế những cái nhóm cổ phiếu mà chưa có cái xu hướng rõ ràng, ví dụ như nhóm cổ phiếu về chứng khoán chẳng hạn hoặc là nhóm cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn. Thế là những thời điểm hiện tại hai nhóm đó thì đang xuống trong một cái giai đoạn sideways tích lũy. Thì nếu mà giao dịch ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ rất mất thời gian và đặc biệt là cái chi phí cơ hội trong ngắn hạn. Và đến với phần Q&A, ở đây có anh chị khách hàng có hỏi về việc anh Văn có thể đánh giá chút về việc nắm giữ cổ phiếu công thương và bao về trung hạn đó. Đối với trường hợp của công thương thì mình vừa chia sẻ thì nhóm ngành ngân hàng, cái chạc của cổ phiếu ngân hàng ở đây nói chung là nó đang không có xu hướng, nó đang không có xu hướng thật, và nó dẫn đến là mọi người nên như thế nào, nên là hạn chế giao dịch cổ phiếu ngân hàng, đến hạn chế giao dịch cổ phiếu ngân hàng trừ một số cổ phiếu mạnh. Ví dụ hôm bữa mình có liệt kê một số cổ phiếu mạnh như là Tiên Phong Bank đó, để cho mọi người giao dịch từ Tiên Phong Bank, để cho mọi người giao dịch. Thì khi mà mọi người check những cái cơ hội đó thì Tiên Phong Bank nè, OCB nè, rồi VB Bank là những cái cơ hội rõ ràng về mặt là có thể đầu cơ giá được, nhưng mà những cái nhóm này nó vẫn điều chỉnh. Tại vì sao? Cái dòng tiền vào nhóm này nó thực sự rất yếu, và dòng tiền vào cái nhóm ngành này nó tác động, nó làm cho cái trạng thái của cổ phiếu
không 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 xuất hiện những lực đẩy mạnh, nó không xuất hiện lực đẩy mạnh làm cho các bạn thật sự là giao dịch nó rất là khó khăn. Thậm chí là đối với những cổ phiếu mạnh thì những cổ phiếu mà yếu như là trạng thái của CTG thì các bạn thấy là càng nắm giữ càng kỳ vọng thì cái rủi ro của mình nó càng nhiều hơn khi mà giá nó cứ suy giảm. Thì đó là cái chia sẻ của mình là đối với nhóm ngân hàng thì nên nên nếu các bạn là nhà đầu cơ ngắn hạn thì nên là xem xét là giảm tỷ trọng đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng và chờ những cái nhịp tiếp theo. Thì trong các báo cáo của các chuyên gia của Vindi thì có chia sẻ rất nhiều về việc là không nên nắm giữ cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn hiện tại. Thì đó là góc nhìn chia sẻ. Còn đối với cổ phiếu bao thì liên quan đến năng lượng, cổ phiếu năng lượng thì mình có chia sẻ một yếu tố này là các bạn nhìn vô đây, nhìn vô một cái chart dài hạn từ đầu năm đến giờ, từ đầu 2021 đến giờ thì các bạn thấy điều gì? Thấy cổ phiếu có cản và cân sideways thì dẫn đến cơ hội giao dịch ở đây không có. Chỉ nhìn vào đây thôi các bạn thấy cơ hội ở đây không có. Thì khi mà cơ hội ở đây không có thì việc là đi sâu hơn về phân tích cơ bản của doanh nghiệp thì nó không mang ý nghĩa nhiều. Thì mình chỉ chia sẻ đơn giản là CTG và PAO hoàn toàn không phải là cơ hội giao dịch ngắn hạn của bạn. Chốt lại như thế. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn về câu trả lời khá là rõ ràng hai cổ phiếu trên ạ. Ở đây một anh khách hàng có xin nhận định về cổ phiếu Kinh Bắc và OCB ạ. OCB là một trong những cổ phiếu mà cũng hôm trước thì trong cái nếu chị tham gia cái buổi hôm trước thì anh Văn có chia sẻ thì nó cổ phiếu ngân hàng thì trong đó Vinhomebank là cổ phiếu mà có thể tốt nhất, sau đó là đến OCB và tiếp theo là Vbank, là ba cổ phiếu ngân hàng mà một là đã vượt đỉnh, hai là hoặc là đang giao dịch ở gần mục đỉnh. Thì tín hiệu OCB ngày hôm nay thì vẫn là khá tích cực trong phiên giao hôm nay. Và nếu mà chúng ta follow cái cổ phiếu này thì chúng ta có thể chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh mà test lại cái vùng đỉnh trước đó mà OCB đã vượt qua, chúng ta cân nhắc cái vị thế mà chúng ta có thể mua vào được cái cổ này. Còn về cổ phiếu Quýt Bắc thì anh Văn có thể chia sẻ thêm một chút về cổ phiếu này không ạ? Đây là chart của Kinh Bắc. Thì nhìn vào chart này các bạn thấy là nó có một cái cản mà đầu năm 2021 xuất hiện. Và cái vùng này là vùng mà nhà đầu tư tổ chức lớn thì họ mua vào. Họ mua vào thì thực ra nó có một nghiệp vụ là họ họ mua từ phát hành riêng lẻ và họ bán ở trên. Thì đó là một nghiệp vụ. Ngoài ra thì các bạn phải lưu ý đến vấn đề là ví dụ các bạn check giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ở ở KBC thì các bạn thấy vấn đề này. Các bạn xuống cái phần là thống kê duyệt đâu rồi, cái phần thống kê duyệt đây, dữ liệu giao dịch thì các bạn thấy một vấn đề là nhà đầu tư nước ngoài, dữ liệu giao dịch nè, giao dịch của nhà đầu tư, lịch giao dịch nhà đầu tư nước ngoài thì các bạn thấy là cái hiện tượng bán ròng liên tục đó. Bán ròng nè, từ 2 triệu nè, từ ngày 14 tháng 10 nha các bạn, thống kê từ ngày 14 tháng 10 cho đến bây giờ nè là bán rất nhiều. Và nếu các bạn để ý từ ngày 14 tháng 10 nè, đây là ngày 14 tháng 10 và có lúc giá vượt lên 46 và giảm xuống đến bây giờ. Thì các bạn thấy là tác động của việc nhà đầu tư nước ngoài bán ra đối với KBC nó rất rõ ràng, và nó có một cái kịch bản giả thuyết là nó xuất phát từ việc nhà đầu tư nước ngoài được mua với giá ưu đãi là giá 34 nên dẫn đến là vùng này là vùng họ chốt lời với lượng cổ phiếu có sẵn hoàn toàn bình thường, với lượng cổ phiếu có sẵn là bình thường họ đào danh mục vào giữ riêng tí tự trọng đó. Đó là một câu chuyện khác. Ngoài ra thì KBC nó có một đặc tính là hạch toán doanh thu á. Trong quý 3 thì hiện tại có một số thông tin là cái hạch toán doanh thu của KBC trong quý 3 sẽ gọi là chừa phần lại để cho quý 4. Nên dẫn đến là cái kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư chuyên nghiệp nó bị suy giảm xuống, nên dẫn đến là có áp lực về chốt lời. Nhưng các bạn có thể thấy một điều rằng là đối với trạng thái của KBC hiện tại ấy, nó vẫn duy trì một cái xu hướng lên, và vùng này chỉ là vùng điều chỉnh, nguyên vùng này chỉ là vùng điều chỉnh vùng đệm trước khi có một cái nhịp thật sự là đủ mạnh mẽ để nó bứt phá, nó thành một cái giai đoạn tiếp theo giống như năm 20 cuối năm 2020 của cổ phiếu KBC. Thì đó là góc nhìn về mặt dài hạn cộng với các thông tin mà về cơ bản của doanh nghiệp mà các bạn có thể check được về các dự án KBC triển khai trong năm 2021. Thì dẫn đến là cái kỳ vọng khi mà giá giảm như vậy ấy, do yếu tố giao dịch trong ngắn hạn của các tổ chức lớn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chờ những cái vùng giá hấp dẫn để các bạn mua
vừa đầu tư dài hạn được với KBC, vừa có thể là swing, gọi là giao dịch biên độ với KBC được. Thì đó là góc nhìn của mình về KBC. Còn OCB thì nói chung là hôm nay chỉ là một phiên có nến, gọi là nến nến test lại cái đà tăng bình thường, đúng không Linh? Đúng rồi nha, Và phiên chắc này chắn chỉ là là một hoàn phiên toàn test là lại. ok, tích cực. À, thì Linh Linh có dự phóng gì cho OCB không? Nhìn vào chart này của OCB thì cá nhân Linh theo góc nhìn kỹ thuật thì mình sẽ đo cái khoảng cách trong cái giai đoạn tích lũy của vừa rồi để mình dự phóng cho cái kỳ vọng. Đó là cái quan điểm của em về cái mức mình kỳ vọng cho cái cổ phiếu này. Và nếu mà như anh chị nào mà chưa mua cổ phiếu này thì chúng ta có cơ sở để chúng ta chờ đợi cổ phiếu nó test lại, hoặc ít nhiều nó sẽ có một vài phiên điều chỉnh quanh đây để chúng ta có thể mở cái vị thế để chúng ta mua vào cổ phiếu này. Là một trong những cổ phiếu ngân hàng là khá là tích cực, gần như tích cực nhất sau khi Vietcombank này hiện tại. OK. Thì từ cái ID của Linh thì mình có đưa ra một cái vùng mà mọi người có thể quan sát là vùng quanh quanh 30 với target right của việc giao dịch theo mô hình. À, thì chia sẻ với mọi người thêm như thế để mình có thể là hình dung và follow được những cái cơ hội giao dịch từ từ OCB. Rồi xong OCB với lại KBC Linh nhỉ? Dạ, anh ạ. Ở đây thì có anh khách hàng, anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu TNH, cổ phiếu Ừ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ạ. Cổ phiếu này gần đây thì cũng khá là nhiều nhà đầu tư quan tâm. Anh Văn thì chia sẻ một chút cổ phiếu này. TNH thực là các bạn sẽ để ý nè, TNH vừa ra kết quả doanh xong là vẫn tăng trưởng, và đi kèm với đó là TNH đang có thông tin là phát hành thêm, phát hành tăng vốn, là theo thuật ngữ mà nhiều nhà đầu cơ bình thường là bán giấy á. Nhưng mà ok, nếu mà tăng vốn thật sự mà để tái đầu tư vào doanh nghiệp á, thì các bạn cứ follow xem cái khả năng của doanh nghiệp là như thế nào. Còn trong ngắn hạn đối với cổ phiếu này á, đây là một cái điểm mà đang là có dòng tiền vào, đang có dòng tiền vào rất lớn và đang có việc tiệm cận ở một đỉnh để chờ bứt phá. Thì việc của bạn là chờ thật sự giá thoát khỏi cái cân này, giá thoát khỏi cái trạng thái này, giá thoát khỏi cái vùng này, cái vùng cản này, để xây dựng cái vùng ở trên khoảng trên 45 á, thì khi đó các bạn có thể là kỳ vọng vào một cái xuống tiếp theo. Còn nếu như giá chạm cái này quay đầu xuống thì các bạn có thể là bán kiểu như vậy, đó là giá chạm vùng cản quay đầu xuống thì các bạn có thể bán đó. Đối với TNH thì thông tin mình chia sẻ như thế cho mọi người check thông tin về cơ bản của doanh nghiệp cộng với thông tin về phát hành thêm của doanh nghiệp để hiểu được cái game này là giá tăng nó đến từ đâu. Cảm ơn anh Văn ạ. Câu trả lời khá là rõ ràng cho cổ phiếu này rồi ạ. Ở đây một anh khách hàng có hỏi về hai cổ phiếu mà cũng khá là tích cực thời gian gần đây, đó là cổ phiếu Phước Hòa và ANV ạ. Anh Văn có thể chia sẻ một chút hai cổ phiếu này ạ. Hai cổ phiếu của bạn Nguyễn Hoàng Sơn đều là tập trung vào nhóm ngành mà đang tăng mạnh mẽ nhất trong giai đoạn gần đây. Ví dụ như nhóm thủy sản thì có VSC, thủy sản VSC đang tăng rất mạnh, và các bạn nếu để ý nè, VSC vừa thoát ra một cái kênh giá cản trung hạn xong, là VSC hình thành một cái đà tăng giá liền. Thì VSC là lead của nhóm ngành thủy sản, thì mình xem xét một số cổ phiếu nhóm ngành thủy sản nữa, ví dụ như FMC thì cũng đang là điều chỉnh và đang dần dần bật lên trở lại, thì mình xem xét ARV coi nó sẽ như thế nào. Rất tiếc là ARV thì mình có vẽ sẵn và nó cũng chờ, mình cũng đang chờ là giá có thể vượt cản đây không, nhưng mà hiện tại có lẽ là giá vẫn đang test và chưa có đi vào chu kỳ mới lên đây đó. Thì đối với ARV thì nếu như các bạn mà quan sát thì các bạn nên tiếp tục là chờ chờ giá thật sự là bứt phá khỏi cái vùng này để thành xu hướng. Và hiện tại nếu mà các bạn như nhóm thủy sản thì nên ưu tiên VHC hoặc là FMC hơn. Còn đối với trường hợp BSR thì nhóm bất động sản công nghiệp á, nó có những cổ phiếu đang dẫn dắt đà tăng, ví dụ IDC, rồi IDC xong là SJC, rồi LHG, đó là những cổ phiếu đang dẫn dắt đà tăng của nhóm bất động sản công nghiệp. Tiếp theo là nó có một số cổ phiếu nhóm 2 đang khởi động, là ví dụ như D2D. D2D nè, D2D đang vượt đỉnh nè. D2D đang vượt đỉnh.
đang bắt đầu vượt đỉnh. Thì ở đó thì các bạn sẽ có thêm BHR. BHR thì cái vị thế của nó thấp hơn so với D2D, nhưng mà nó cũng đang gì? Đang bắt đầu là vượt lại vùng tích lũy của cổ phiếu, nên hoàn toàn đây có thể là một cơ hội giao dịch cho các bạn, nhưng mà nó không phải là nhóm cổ phiếu dịch mạnh nhất. Mạnh nhất thì nó là thuộc về các cổ phiếu mình vừa liệt kê ở phía trên đó. Thì đó là những cổ phiếu nó mạnh mẽ hơn. Ngoài ra ví dụ có SSL cũng là đang cổ phiếu vượt đỉnh nè. Thì những cổ phiếu mà theo lý thuyết về TA á, những cổ phiếu có nền cao khi mà bật tăng giá thì cái đà tăng nó sẽ mạnh hơn những cổ phiếu có nền thấp, như BHR đang nền thấp. Thì đó là một chia sẻ để mọi người lưu ý khi mọi người check cổ phiếu. Đó là hai nhóm cổ phiếu BHR và ANV. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn. Anh Văn đã vừa chia trao đổi khá là cụ thể về hai cổ phiếu này. Anh chị có thể follow theo để mình có kế hoạch giao dịch cho hai cổ phiếu này. Ở đây một chị có hỏi về xem rút điểm bán của cổ phiếu Hòa Bình và Nam Long và điểm mua của cổ phiếu Hòa Phát. Anh Văn có thể chia sẻ một chút. Đối với cổ phiếu Hòa Bình, mình nói trước Hòa Bình thì thật sự là Hòa Bình mình chưa hiểu lắm về cái động lực tăng giá của nhóm ngành xây dựng dân dụng. Mình nói thẳng luôn là nhóm ngành xây dựng dân dụng, và khi mà trong giai đoạn trước thì mình có nói ở đây nè, vùng này là vùng cái đà tăng cổ phiếu nó có, nó phải ép trở lại, và khi ép trở lại thì hôm nay thì bắt đầu bật lên. Thì đối với cái đà bật lên này á, thì ở trên mình có để sẵn một cái cản luôn cổ phiếu là cản vùng đỉnh cũ nè, vùng đỉnh cũ của năm 2021 của tháng 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 tư. Thì khi mà các bạn để ý, tháng tư tăng thì các bạn là báo cáo tài chính quý 1 và cái này là báo cáo tài chính quý 3. Thì thường mình nói chia sẻ với mọi người một điều vậy nè, những doanh nghiệp mà thường cái mùa báo cáo tài chính quý 1 và báo cáo tài chính quý 3 thường không có kiểm toán, nên các bạn phải thận trọng đối với doanh nghiệp mà đàng hoàng á, doanh nghiệp mà đang trong chu kỳ làm ăn tích cực á, thì thường quý 1 quý 3 thì nó không ảnh hưởng gì. Những doanh nghiệp mà đang trong chu kỳ mà làm ăn nó kém tích cực á, thì quý 1 và quý 3 thường là một cơ hội để đẩy giá cổ phiếu lên, để làm gì? Để có cơ hội tăng vốn, có cơ hội thu hút thêm dòng tiền từ thị trường chứng khoán. Thì mình chưa có kiểm tra rõ là Hòa Bình nó đang như thế nào, nhưng mà mình có thể khẳng định với mọi người là Hòa Bình vẫn đang khó, Hòa Bình nó đang khó khăn. Và cái đà giá này, đà tăng giá này thì các bạn có thể lưu ý cái vùng cản khoảng 18 vẫn là vùng cản cứng của cổ phiếu Hòa Bình, để các bạn lưu tâm khi các bạn giao dịch ở cổ phiếu có cản. Còn tất nhiên là đối với các nhóm cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành xây dựng thì các bạn thấy là HTN này, bật rất mạnh này, rồi cổ phiếu như là Đạt Phương này tăng rất mạnh này, rồi cổ phiếu như là Đạt Phương này, BCG này, xây dựng mà liên quan xây dựng điện đó, tăng kinh lắm, tăng rất tốt. Đó là những cái ngành nghề mà những cái doanh nghiệp mà nó có lợi thế riêng là đảm bảo cái gọi là khối lượng công trình của nó vẫn tiếp tục. Thì đó là cái nhóm cổ phiếu mà mình lưu ý khi các bạn đầu tư vào nhóm ngành xây dựng. Thì Hòa Bình có lẽ là chỉ là cổ phiếu đi theo ăn theo nhóm ngành thôi, thì mình lưu ý để các bạn giao dịch những cổ phiếu này nó thận trọng hơn. Và đối với điểm bán thì mình nghĩ là đây, target ở trên thì mình có để sẵn cho mọi người là cái vùng này là vùng cản lớn của cổ phiếu, nên khi mà giá tiến sát vùng cản lớn thì các bạn chủ động, các bạn bán chủ động trong điểm bán của nhóm cổ phiếu xây dựng, đặc biệt với Hòa Bình. Còn đối với Nam Long thì đây đang là một đà tăng giá quá mạnh mẽ của Nam Long rồi, thì bạn cứ nắm giữ thôi. Thực ra trong giao dịch chứng khoán gồng lời mới là kỹ năng khó nhất, gồng lời mới là kỹ năng khó nhất, còn gồng lỗ dễ lắm. Đằng mà đa số nhà đầu tư chắc là phải 80% nhà đầu tư gồng lỗ chứ không gồng lời đâu. Đúng Linh. Anh chia sẻ cái rất đúng ấy ạ. Gồng lời là một cái cực kỳ là khó đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên thì gồng lỗ thì hầu như là rất nhiều nhà đầu tư đang 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 gồng lỗ thay vì gồng lời. Thì cái câu trả lời cho Nam Long của anh Ban là khá hợp lý, khi mà chúng ta đang thấy cái nhịp tăng của cổ phiếu này nó khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Sau đó thì chúng ta cứ tiếp tục ta hold thôi, hold cổ phiếu này thôi. Chỉ bởi vì cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi và chúng ta có thể dùng những cái lệnh giờ những cái lệnh dừng lỗ động theo cái diễn biến giá cổ phiếu để chúng ta có thể nắm giữ được cái cổ phiếu và chúng ta ăn chọn được cái đà tăng cổ phiếu này, bởi vì rất hiếm khi chúng ta lựa chọn những cổ phiếu mà nó đang có cái đà tăng giá rất mạnh ở thời điểm này. Sau đó thì anh
ta cứ ưu tiên và nắm giữ cổ phiếu này thôi. Còn nếu để mua về cổ phiếu Hòa Phát thì anh Văn có chia sẻ thêm hay update thêm với nhà đầu tư sau phiên dịch ngày nay mà. Đối với Hòa Phát thì mọi người cứ nghĩ đơn giản là một doanh nghiệp một quý tạo ra 10.000 tỷ lợi nhuận và đang trong chu kỳ mà có nhu cầu không chỉ xuất phát từ đầu tư công và mùa xây dựng trong quý 4 của nền kinh tế Việt Nam, mà còn có khả năng cung cấp trong giai đoạn mà thiếu hụt lượng thép sản xuất của thế giới nữa, là do nguồn cung từ Trung Quốc bị cắt giảm, thì cho nên là thép Hòa Phát có thể là chen chân vào và cung cấp cho các quốc gia khác trong giai đoạn hồi phục hoặc là trong giai đoạn họ đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng GDP trở lại. Thì Hòa Phát đang là một cái cơ hội rất lớn nên các bạn hoàn toàn có thể chờ nè. Đây là vùng đỉnh cũ Hòa Phát đã vượt qua, thì trong quá khứ là ngay tại thời điểm khoảng 2 ngày trước khi mình review thì có lần Hòa Phát cũng giảm về đó và test lại. Thì lần này các bạn cũng nên chờ là giá khoảng 56 có thể là giảm về đó và test lại. Thì với niềm tin gì? Với niềm tin là ở chu kỳ này vẫn đang còn hấp dẫn đúng không Hòa Phát? Niềm tin là giai đoạn tiếp theo của Hòa Phát vẫn đang là doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận rất mạnh mẽ và là có cơ hội trong dài hạn đối với mọi người. Đó thì mình chia sẻ như thế. Cảm ơn anh Văn về câu trả lời của Hòa Phát. Thì cá nhân mình cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Văn, vì đây là cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy là có một cái câu chuyện tăng giá khá là tốt trong thời gian tới. Rất ít cổ phiếu hiện tại là có được rất nhiều câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là doanh nghiệp đầu ngành. Anh chị có thể cân nhắc những cái nhịp tới, nếu cổ phiếu này có điều chỉnh về lại quanh 456, chúng ta có thể chủ động trong việc mà mua vào cổ phiếu này. Một anh chị khác có hỏi về chiều mua cổ phiếu QNS và Zimindex. Em đang có thể chia sẻ một chút về hai cái này không? Đối với ngành đường thì nó có một câu chuyện là liên quan đến đầu cơ giá tồn kho đường. Thì ở đây là nhiều cổ phiếu liên quan ngành đường là đang tăng trong cái thời gian mà đồn về đầu cơ. Ví dụ LS cũng tăng là từ 10 lên tới 16 và bây giờ đang điều chỉnh. Rồi cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu SLS là Mỹ Đường Sơn La cũng đang điều chỉnh. Vậy thì khi các bạn thấy hai cổ phiếu mà co và đại diện cho ngành đường mà mình vừa liệt kê ra, thực ra FPT nó không có tính chất đại diện đâu, FPT nó không có xu hướng, nó không có xu hướng nên không gọi là đại diện được, nên là mình sẽ quay sang QNS để mình chia sẻ với các bạn và đúng y chang các bạn thấy liền, SLS điều chỉnh, LHS điều chỉnh thì QNS nó cũng điều chỉnh luôn, và đó là cách đơn giản nhất để các bạn follow. Và các bạn thấy hôm nay á, là phiên thì giá giảm mạnh về cân hỗ trợ trung hạn và vôn cũng giảm mạnh luôn, vôn cũng đang giảm mạnh luôn, thì cái này các bạn lưu ý thì nó có thể chuyển từ điều chỉnh thành đảo chiều, có thể có nguy cơ chuyển từ điều chỉnh thành đảo chiều, và lúc đó các bạn không nên xem đây là một cơ hội giao dịch nữa, tại vì cơ hội giao dịch nghĩa là nó phải trong duy trì xu hướng tăng, còn đây là bắt đầu nó chuyển thành cái đà mà nó có thể sideways hoặc nó có thể giảm giá, thì các bạn nên lưu ý chẳng hay lắm tới QNS. Và đối với cổ phiếu mà liên quan đến CMADEP thì mình sẽ nói các bạn đây là CMADEP đang trong những cái hộp, đây là một hộp này, đây là một hộp của cổ phiếu và đây tiếp tục là một cái hộp tiếp theo của cổ phiếu đó, thì các bạn lưu ý này, nó sẽ hộp chồng hộp chồng hộp và nó gì theo biên độ là cận trên cận dưới, khi mà thoát lên thì nó có cận trên cận dưới, thì các bạn cứ lưu ý giao dịch những cái phiên biên độ cận hộp như vậy để các bạn sao các bạn vừa tích lũy cổ phiếu mà vừa có thể screen giao dịch để giảm giá vốn của mình xuống đối với cổ phiếu của CMD. Cảm ơn anh Văn để chia sẻ hai cổ phiếu này. Ở đây một chị có hỏi về mua cổ phiếu trong khoảng giá từ 9.000 đến 15.000. Thế đây chia sẻ một chút là trước khi chúng ta nghĩ đến việc mua chọn mua cổ phiếu thì chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu tối thiểu, nếu trong thị trường ngắn hạn thì cổ phiếu đó nó phải trong một cái xu hướng tăng giá đã. Tức là chúng ta phải quan tâm cái yếu tố đầu tiên là yếu tố là tăng giá, xu hướng cổ phiếu này đấy phải trong xu hướng tăng giá. Tiếp theo nếu mà cổ phiếu đấy mà có được câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp nữa, chúng ta càng cực kỳ tự tin hơn trong việc chúng ta sở hữu cổ phiếu đó. Và sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta quan tâm đến cái vùng giá mà chúng ta có thể mua vào tốt và có lợi thế. Do đó thì như trả lời câu hỏi này của chị thì chúng ta đầu tiên chúng ta nên quan tâm đến cổ phiếu đã, nên còn cổ phiếu mà là có những tín hiệu tích cực tốt đã để chúng ta tập trung chúng ta nghiên cứu, sau đó chúng ta mới quan tâm đến giá vào.
đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại khi mà cái dòng tiền nó cực kỳ phân hóa và nó đang hướng vào những nhóm cổ phiếu mà tăng tốt trong thời gian vừa rồi, do đó những cổ phiếu đã tăng vượt đỉnh thậm chí còn tiếp tục tăng, trong khi đó những cổ phiếu khác mà đang trong xuống giảm hay sideways thì nó tiếp tục đi xuống. Do đó chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà quan tâm đến những cổ phiếu đang có, thứ nhất được dòng tiền, cái thứ hai là đang trong xu hướng tăng giá để chúng ta mua vào, thay vì chúng ta quan tâm đến cái giá cổ phiếu. Thì đó là câu trả lời cho chị Trần Thị Ngọc Nhật. Ở đây một anh Long có hỏi về phân tích kỹ thuật của cổ phiếu Đạo Phú Mỹ và PAN, thì anh ta cũng chia sẻ một chút hai cổ phiếu này ạ. Đây là cổ phiếu ban ban thì mình có check sẵn là ban một số lần là có vượt lên và quay đầu, tức là vượt break ảo là quay đầu, thì đây nó cũng đang tình trạng y chang vậy. Nếu bạn thấy nè, thấy một đặc thù nè, vốn rất to nhưng mà giá không tăng được, vốn rất to nhưng mà giá không tăng được, ở đây cũng tình trạng y chang vậy, vốn rất to nhưng mà tuần sau giá lại giảm xuống. Thì các bạn sẽ lưu ý là nếu vốn cũng to nữa mà giá không tăng được thì các bạn có thể xác nhận là đây, những cái vùng này là vùng kháng cự thật sự có ý nghĩa, thật sự có ý nghĩa về mặt thống kê. Các bạn nói là có ý nghĩa về mặt thống kê, đơn giản các bạn sử dụng tham số thống kê để các bạn xử lý. Thì nếu mà trường hợp này thì các bạn đơn giản là các bạn làm gì, bán thôi nếu mà giảm về, tại vì đối với kịch bản này thì hoàn toàn nó có thể giảm về đây là điều bình thường, linh thấy hợp lý đúng không? Đúng rồi ạ. Thì anh chị thấy cái cổ phiếu mà đang giao dịch ở những vùng đỉnh, mà trong lịch sử nhìn lại thì rất nhiều lần mà cổ phiếu từ chối cái vùng giá đỉnh này, thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa vội, mà chúng ta có thể chưa vội để tham gia những vùng đỉnh, bởi vì lịch sử của đã vùng đỉnh này đã từng là những vùng mà rất nhiều lần cổ phiếu bị chạm và giảm trở lại. Thì cá nhân em cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đăng về cổ phiếu này. Đúng rồi, nó gọi là có kháng cự, có lịch sử kháng cự có ý nghĩa thống kê. Nếu mà lịch sử kháng cự có ý nghĩa thống kê thì tốt nhất là mình nên hành động theo những gì số liệu nó đang báo cho mình và data nó thông báo cho mình. Rồi còn một cái cổ phiếu thứ hai mọi người nói là cổ phiếu Đạm Phú Mỹ, thì Đạm Phú Mỹ như là đang trong giai đoạn thiên thời địa lợi của Đạm Phú Mỹ á, là giá tăng mọi thứ ok hết, và dẫn đến là bạn có gồng lời được hay không, nó giống như câu hỏi của Nam Long hồi nãy, bạn có khả năng gồng lời được không. Nếu ok bạn gồng lời được thì mình nghĩ là bạn sẽ còn tiếp tục có nhiều cái cơ hội để mà tăng cái giá trị tài sản của mình lên. Còn hiện tại thì thật sự là Đạm Phú Mỹ nó không có trạng thái gì xấu ấy. Hôm nay là một phiên giảm 1% bình thường, trong quá trình là nó tăng từ ngày 1 tháng 10, từ ngày 1 tháng 10 là đây. Đây, từ 1 tháng 10 là tăng từ vùng 36 cho đến bây giờ 46, tăng 10 giá trong một tháng. Thì cái đà này hoàn toàn là ok, vẫn là rất tích cực, không yếu tố gì là xấu hết. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn về chia sẻ về hai cổ phiếu này. Thì Đạo Phú Mỹ đúng như anh Văn chia sẻ là chúng ta cổ phiếu vẫn vượt đỉnh, mọi thứ vẫn chưa có tín hiệu gì xấu mà chúng ta phải bán cả. Ở đó chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ và follow theo cái định giá cổ phiếu này thôi. Ở đây anh Lê Dũng có hỏi về nhóm dòng chứng khoán á, thì cụ thể anh có hỏi về đang chiều giữ cổ phiếu OOS và HCM, anh Văn có thể chia sẻ thêm một chút về cái nhóm chứng khoán này ạ. Thì đang một nhóm chứng khoán ra cái quả kinh doanh quý 3 khá tích cực, tuy nhiên thì cái giá cổ phiếu này cũng không được biến động như các nhà đầu tư kỳ vọng, anh đang có thể chia sẻ một chút về nhóm này không ạ? Thực ra các bạn sẽ thấy bây giờ thị trường nó có là sự kỳ vọng vào tương lai nhiều hơn so với giá trị thực hiện hiện tại, nên dẫn đến là trong quý 2 á, trong giai đoạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, quý 3 á, mà khi chưa ra kết quả công bố kết quả doanh của các doanh nghiệp chứng khoán á, thì nó giá chứng khoán tăng. Nhưng mà đến khi ra kết quả thật sự á, thì hầu như quanh vùng đó từ đầu tháng 10 đến giờ thì mình thấy nhóm chứng khoán hầu như là trong từ cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 10 hầu như là chỉ có một nhịp hồi phục nhỏ thôi. Và các bạn có thể kiểm tra ví dụ như VND. VND các bạn thấy là vẫn là một kênh sideways, đúng không? Vẫn chưa vượt cản. Và mình có vẽ hai cái mũi tên cho mọi người thấy là khi vượt lên trên là ok giao dịch, còn vượt xuống dưới là ok bán. Thì VND vẫn chưa có. Còn VCI thì sao? Y chang vậy luôn. Nào, nó dẫn đến là các bạn phóng to lên các bạn thấy nè. Chạm cản quay đầu, tự động có một cản này, có một cản này, tự động giá chạm lên cản quay đầu. Nghĩa là sao? Nhóm chứng khoán đang có đỉnh, thật sự có đỉnh. Và một số cổ phiếu mà vượt đỉnh của nhóm chứng khoán, ví dụ ABS, chứng khoán châu Á Thái Bình Dương, đây là một cái key nó rất là đơn lẻ,
đơn lẻ và đặc biệt nên không thể xét nó đại diện cho nhóm ngành được. Vậy nếu mà xét đại diện cho nhóm ngành thì các bạn sẽ quay sang SI. SI thậm chí các bạn bị tình trạng gì? Phá vỡ trend trung hạn. Phá vỡ trend tăng trung hạn đang xảy ra. Và dẫn đến là cái trạng thái này của mọi người sao? Không nên nắm giữ cổ phiếu này. Các bạn sẽ thấy nào, cái xu hướng band càng ngày nó càng là bắt đầu nó chiều hướng dốc đi xuống và giá đang dưới vùng MA trung hạn, thì cái tiềm ẩn rủi ro rất lớn và dòng tiền đang báo bán ra liên tục. Nên đối với SI thì các bạn nên thận trọng, còn đối với cổ phiếu như HCM mà bạn vừa hỏi mình thì các bạn thấy y chang, nó y chang như vậy luôn. Nghĩa là các bạn nên 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 thận trọng đối với giao dịch nhóm chứng khoán. Và ORS, câu hỏi của bạn liên quan ORS nữa, thì mình nói ORS là một trạng thái mà mạnh hơn so với cổ phiếu tứ trụ vừa rồi của nhóm chứng khoán, đang mạnh hơn, nhưng mà mình thấy là cả dòng thì nó không mạnh và nó còn đang suy yếu nữa, nên mình muốn kỳ vọng nhiều một cổ phiếu đơn lẻ đi khác hết. Nên là bạn thận trọng, và lời khuyên nếu mà khuyên thì mình sẽ nói là cắn bán, tối ưu hóa dòng tiền của mình sang cổ phiếu mặt khác. Đó là chia sẻ của mình. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn. Thì anh đã có chia sẻ khá là rõ về nhóm ngành cũng như là ba cổ phiếu mà anh chị có hỏi. Ở đây thì anh Tiến Đỗ có hỏi về cổ phiếu Trung Tech, thì anh Văn đã vừa chia sẻ ở trên rồi. PC1 cũng thế, thì PC1 là một cổ phiếu mà cũng được hưởng lợi khá nhiều từ cái nhóm ngành về xây lắp điện. Và về diễn biến giá của PC1 thì PC1 cũng vừa phiên giao dịch ngày hôm qua thì đã có một phiên vượt đỉnh, vượt cái vùng 40 khá là tích cực với một khối lượng cũng khá là lớn. Và phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu có đang có điều chỉnh nhẹ trở lại một chút thôi. Thì nhìn về góc độ diễn biến cũng như là về cái câu chuyện tăng trưởng của kỳ vọng của PC1 trong thời gian tới, khi mà nhóm về năng lượng điện, xây lắp điện vẫn còn khá nhiều cái chu điện để tăng giá, thì rõ ràng cái nhóm này, cổ phiếu này thì anh chị hoàn toàn cũng có thể cân nhắc nếu mà cổ phiếu này có điều chỉnh lại trong một vài cái tới thì chúng ta có thể follow và chúng ta mua theo cổ phiếu này. Anh Văn có chia sẻ thêm gì về cổ phiếu PC1 hay là cổ phiếu ở đây có còn thêm cổ phiếu TEG chia sẻ? BC1 thực ra là một cây mà mình có đầu tư và mình đánh giá là BC1 rất hấp dẫn. BC1 là nhóm ngành mà doanh nghiệp làm ăn rất là tốt, và các kế hoạch và theo một số báo cáo thì vùng định giá của BC1 quanh đâu đó khoảng 42, 42, 425, nên thực ra là đến vùng này thì mình nghĩ là đến vùng này thì mình nghĩ là nên chờ những tín hiệu khác tích cực hơn và chờ số liệu báo cáo hàng năm của doanh nghiệp thật sự nó đúng forecast hay không, đúng cái phần mà các báo cáo phân tích đã đưa ra hay không. Nên tính ra là cái gọi là cái pin an toàn của bạn á thì nó đã tới rồi, nên mình lời khuyên của mình chân thành là vùng này thì là không nên mua đuổi nữa, mà các bạn thấy định giá nó hợp lý thì các bạn nên ưu tiên những cổ phiếu có cơ hội khác, có nền tảng khác. Đó là lời khuyên của mình về BC1. Đối với cổ phiếu mà TEG thì thật sự là mình chưa có tìm hiểu nhiều về thông tin cơ bản của doanh nghiệp, nhưng mà mình chỉ nói vậy là nếu các bạn chỉ quyết định đơn thuần quyết định giao dịch vì giá bật lên từ một cái nền hẹp như vậy, thì nếu như góc nhìn của bạn rộng hơn nha, mình thử bật một các bạn rộng hơn thì các bạn thấy đây là gì? Thế các bạn thấy là cái đó là nền hẹp, vậy cái này nền như thế nào? Chạm đây quay đầu, chạm đây quay đầu, thì như Linh thấy là khả năng là nó vẫn chạm đây quay đầu xuống luôn Linh. Đúng rồi ạ, Đâu có lịch gì sử đâu, cho thấy điều đấy. thì tùy theo góc nhìn của bạn thôi. Tại vì các bạn bị gì, các bạn bị góc nhìn là do là cái này các bạn nghĩ đây là một cái nền bật tích lũy bật lên, nhưng mà nếu như các bạn bật khung tuần đó, các bạn thấy là nó vẫn thực ra nó vẫn kẹp trong một cân sideways, nó chưa có gì hết. Và các bạn để ý nè, lực vào rất nhiều nhưng mà giá không lên, lực vào rất nhiều nhưng mà giá không lên, thì các bạn phải hết sức thận trọng, hãy chờ đi giá vượt lên hẳn đi 15, 16 gì đó, 16 đó, các bạn lúc đó các bạn có thể action bình thường. Nhưng mà giá hiện tại nó đang thật sự là nó có người bán. Có người bán khi mà giá đẩy lên thì các bạn lưu ý phần đó. Vâng ạ, thì anh Văn đã vừa chia sẻ một cái gọi là cái cách chúng ta giao dịch những cổ phiếu, thì tốt nhất những cổ phiếu mà chúng ta đang giao dịch ở gần vùng đỉnh, đặc biệt là cái vùng đỉnh đó là trong lịch sử đã được chứng minh rằng là rất nhiều lần cái cổ phiếu chạm vùng đó hoặc bị bật trả trở lại. Thì nếu anh chị có quan tâm đến cổ phiếu này, tốt nhất chúng ta nên chờ cái nó vượt hạn trên vùng đó, sau đó nó quay có một nhịp nó điều chỉnh trở lại, chúng ta tham gia, thì cái khả năng mà chúng ta dính cái cú gọi là đỉnh nó sẽ hạn chế hơn.
Ở đây một giờ anh thì câu trả lời về PC1 thì cũng vừa trả lời nhưng mà anh chị có câu hỏi về cổ phiếu này. Bên cạnh đó thì anh chị có hỏi chiều mua và nắm giữ cổ phiếu HAH và TCD. Anh có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Là HAH thì hôm bữa ở vùng đỉnh cũ này thì mình có bán, và cũng trong ngày hôm nay thì mình bắt đầu mình test mình mua lại. Các bạn nếu bật một cái hình ảnh to hơn á, thì ở đây là những người mà có kinh nghiệm về kỹ thuật giao dịch á, thì như Linh á, Linh thấy là đây là cái bộ nến gì Linh? Ra là cái bộ nến Doji ạ. Đúng rồi, nến Doji và xuất hiện ở vùng hỗ trợ, chứng tỏ là và thanh khoản lại thấp, đúng không? Thì nó xác nhận một điều là đây là cái vùng hỗ trợ đang có, thì các bạn hoặc là test hỗ trợ một phần và chờ giá bắt đầu gì giá bật lên từ vùng hỗ trợ như điểm này để bạn tiếp tục bạn tăng vị thế. Thì hoàn toàn là đối với trường hợp của HH thì các bạn hoàn toàn là test hỗ trợ và chờ giá bật lên một lần nữa để bạn tăng vị thế đó. Còn đối với trạng thái của HH thì mình hoàn toàn là mình thấy là đây là cổ phiếu hoàn toàn có thể các bạn giao dịch liên tục đối với cổ phiếu này được, tại vì nó xuất phát từ là cái nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng, vẫn tăng trưởng tốt, và giá thì vận động nó tương đối là dễ để phân tích, nó không khó. Đó là cổ phiếu HH. Còn đối với cổ phiếu TCD thì mình sẽ có một số chia sẻ như vậy. Các bạn thấy là nếu các bạn lưu ý thì các bạn thấy TCD này là thuộc ngành liên quan đến công nghiệp vận tải, đúng không? TCD rồi BCG và Tiên Phong Bank, thì mình check thử cái nó có liên quan đến nhau hay không nha. TCD cà phê đây, TCD và BCG. Đây. Hiện tại đánh giá cổ phiếu hưởng lợi từ Bamboo Capital, tức là nó có liên quan với nhau. Cha Cody là một thành viên của công ty cổ phần Bamboo, hiện là BCG hiện là cổ đông lớn nhất của Cha Cody. Ok, bắt đầu các bạn coi nha. TCD cà phê đúng không? Để các bạn coi phần cổ đông lớn nó sẽ ra này. Là Bamboo Capital 51%, là một. Rồi Bamboo Capital là gì? Là đơn vị cũng sở hữu cổ phiếu Tiên Phong Bank nữa. Thì các bạn sẽ thấy là bộ ba của nó có liên quan nhau, và bộ ba nó đều tăng giá. Còn mình không đi, mình là người không đi giảng ma trận cái bộ ba nó quan hệ nhau như thế nào. Mình chỉ nói là ok, TCD này nó có quan hệ với BCG này, nó có quan hệ với lại Tiên Phong Bank này, và cả ba đều đang trong giai đoạn nhịp xuống tăng. Ok, chỉ cần các bạn thấy điều đó thôi, các bạn sẽ quan sát xung quanh để các bạn giao dịch, và đều khẳng định là TCD đang trong xuống tăng, đang trong xuống tăng. Vì còn bạn là của bạn là có nắm bắt hiểu được cái câu chuyện này như thế này để các bạn giao dịch theo xuống tăng này không? Cổ phiếu cuối cùng là BC1 HTCD xong rồi. Thì đối với chiều mua này, mua và nắm giữ thì ok, cái này tất cả cổ phiếu như là BC1, HAH, TCD đều nắm giữ được và giao dịch ngắn hạn đều được. Vâng ạ, cảm ơn ông Văn về cái chia sẻ trong ba cổ phiếu trên này. Ở đây chị Quý Hằng thì có xin ý kiến về đầu tư dài hạn cổ phiếu Đảo Cà Mau và HLD. Thì anh Văn có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Đảo Cà Mau thì đang trong một xuống tăng, và cái chu kỳ gọi là cổ phiếu thuộc là chu kỳ tăng trưởng, nên hoàn toàn các bạn có thể nắm giữ và gồng lời. Đây là một xuống tăng vẫn đang tăng, đúng không? Tăng kiểu parabolic luôn, càng ngày càng dốc đứng hơn, và giai đoạn của các bạn được nhận thành quả đang đến từ việc nắm giữ cổ phiếu này. Còn đối với trường hợp cổ phiếu của HND thì các bạn lưu ý như vậy nè. Nhóm ngành nhiệt điện thì đang bị là chi phí đầu vào nó rất cao, là ví dụ nhiệt than lẫn nhiệt khí đều là chi phí đầu vào rất cao. Mà chung ghi giá bán cho EVN đó, thì không tăng giá, nên nhớ là rất rủi ro của doanh nghiệp này sẽ bị lỗ hoặc là lời không nhiều. Thì HND là một trong những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng, và giá lợi nhuận của nó không tốt. Nên trong giai đoạn nguyên một năm 20 giai đoạn từ tháng 4 cho đến bây giờ
thì HND hai kỳ báo cáo liên tục là lợi nhuận sụt giảm, và dẫn đến là giá cổ phiếu không tăng. Nên là đối với trường hợp mà đầu tư á, hiện tại á, thì nên 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 chờ cho những cái chu kỳ kinh doanh của cổ phiếu này hoạt động trở lại bình thường các bạn hãy đầu tư. Cảm ơn anh Văn. Câu hỏi cũng câu trả lời khá là rõ ràng cho hai cổ phiếu này ạ. Ở đây thì anh Đỗ Phước Mẫn có hỏi về dòng bất động sản tăng giá mạnh thì có phải là do tin tốt ảnh hưởng từ cái bùng hoảng Trung Quốc hay là sóng bất động sản mới, thì anh Văn có thể chia sẻ một chút về về cái quan điểm này của anh Mẫn không ạ? Thực ra khi mà đợt ra cái thông tin về Evergrande á, họ nó có ảnh hưởng Việt Nam không, mình có suy nghĩ là thực ra bản chất là nó không ảnh hưởng, bản chất là nó không ảnh hưởng, và mọi người chỉ nhắm vào vấn đề là Evergrande thì nó liên quan đến mô hình của Vinhome, thì khi mà liên quan đến mô hình của Vingroup và khi mà xảy ra cái việc mà Evergrande nó bùng nổ tin tức á, thì nó trùng đợt với giá giảm của Vinhome nên đa số là tác động của Vinhome là chính. Còn đối với nhóm bất động sản á, thực ra là đến bây giờ mình chia sẻ thật là đến bây giờ mình chưa hiểu thật sự là với cái lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp bất động sản phía Nam hầu như chẳng có gì, tại quý 3 ở phía Nam hoàn toàn không hoạt động mua bán gì được bất động sản hết và các giao dịch hầu như sụt giảm tới 90%, nhưng mà doanh nghiệp vẫn tăng, giá cổ phiếu vẫn tăng và kỳ vọng quý 4 này sẽ bùng nổ trở lại, và mình thấy là cái sức mua của người dân, sức mua của nhà đầu tư bất động sản như hiện tại cũng thấp nữa, mà mình cũng chưa hiểu thật sự là các bạn cái dòng tiền này nó kỳ vọng là một cổ phiếu này nó tăng giá đến từ đâu hết, đến từ đâu hết. Có lẽ là do mọi người kỳ vọng là giá bất động sản nó sẽ tăng và bán được hàng được cuối năm người ta chốt deal rồi nhiều, nhưng mình thì chưa nhận thấy được điều đó, nên thật sự là có những lúc không hiểu chuyện gì thị trường đang diễn ra do mọi người kỳ vọng quá nhiều, do tin tức quá nhiều, hay là mình bị lỗi thời, thì cái đó mình đặt ra câu hỏi để mình chia sẻ với mọi người để khi mọi người quan sát cái sóng của nhóm bất động sản thì các bạn lưu ý phần đó. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn. Thì do cái thời lượng chương trình cũng có hạn thì Linh xin phép để trả lời một câu hỏi cuối cùng của anh Hồ Duy Minh. Anh có hỏi về mã cổ phiếu OCB đến cuối năm, nhìn hơi tầm nhìn khoảng tầm 2 tháng nữa, anh Văn có thể chia sẻ một chút về về, về cái câu hỏi này không ạ? Thì đối với OCB thì OCB đã thoát khỏi cái trạng thái là sideways rồi và bắt đầu hình thành nên một cái nhịp tăng mới của nó giống như giai đoạn này nè, nó giống như đó trong quá khứ của OCB khi mà nó vượt qua khỏi một cái cân giảm này thì các bạn hoàn toàn tin vào giá thôi, khi thoát khỏi giai đoạn này thì giá tăng theo giai đoạn tăng của thị trường của nhóm ngân hàng luôn, còn giai đoạn này thì giá tăng vượt hẳn so với gì, so với trạng thái của thị trường, đây là so với trạng thái của chỉ số đây mình sẽ bật ở đây là mình ghi là OCB đi, OCB ở dưới, còn ở trên thì mình sẽ bật chỉ số của nhóm đây của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì bạn thấy là OCB đang mạnh hơn so với cổ phiếu ngân hàng, vậy các bạn phải lý giải được là nó đến từ đâu, nếu các bạn trả lời lý giải được vấn đề này á thì nó là một cơ hội tuyệt vời các bạn để xác định được cổ phiếu là bắt đầu có thể biểu hiện của việc là dính sóng ngân hàng nếu ngân hàng hồi phục trở lại, còn nếu không á, cái này nó chật khỏi cái mặt bằng chung của giá cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ bị sọt trở lại để nó kéo lại mặt bằng chung tương ứng so sánh với giá cổ phiếu ngân hàng, thì đó là cách mình chia sẻ cho mọi người tiếp cận. Còn để hỏi mà việc là nắm giữ có dài được nhóm cổ phiếu này ngân hàng hoặc là nói riêng cổ phiếu OCB đến cuối năm hay không á, thật sự là nếu mình nhìn bối cảnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng là chỉ số VN-Phoenix này thì mình thấy là mình không có niềm tin để mình nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, mình không có niềm tin để mình nắm giữ cổ phiếu ngân hàng tại vì nó có những cái cản nguồn cản ở trên là có, vậy suy ra cổ phiếu này mình sẽ là follow theo trend mà mình chờ khi mà trend nó có tín hiệu thì mình sẽ bán, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vâng ạ, cảm ơn cái chia sẻ khá là rõ của anh Văn. Thì cá nhân Linh cũng Linh cũng hoàn toàn đồng ý với anh Văn, khi mà chúng ta ghi một cổ phiếu thì tối cái nhóm ngành trong cổ phiếu đấy, nhóm ngành đấy nó phải sự tích cực, thì chúng ta mới có một cái tư duy chúng ta cầm dài hạn cho cái cổ phiếu đó. Còn ở nhóm ngân hàng hiện tại thì cái xu hướng của chính là nhóm này vẫn đang trong sideways thôi, do đó thì một vài cổ phiếu mà có vượt trội thì rõ ràng là chúng ta cũng nên follow cổ phiếu đấy theo trend thôi, theo xu hướng thôi, và khi nào mà cái xu hướng đấy nó kết thúc thì chúng ta sẽ bán ra cổ phiếu. Đấy là một cách mà mình nghĩ là khá phù hợp.
cho riêng lẻ cho cổ phiếu OCB này. Cảm ơn anh Văn đã dành thời gian để theo dõi tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất hữu ích cho nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian để theo dõi chương trình và hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh Văn trong chương trình ngày hôm nay sẽ hữu ích cho chị trong quá trình anh chị tham gia thị trường. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ạ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.